Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay chúng ta có buổi vấn đáp chung với nhau. Để bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay, xin mời đại chúng ngồi cho thật khỏe, thật nhẹ, buông thư tất cả mọi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Và cũng đừng lo lắng gì trong giây phút hiện tại, mà hãy trở về, đem tâm trở về với thân và có mặt ngay bây giờ và ở đây, có mặt cho chính mình và cho đại chúng tân thân đang có mặt ở đây. Đây là giây phút rất là hạnh phúc. Chúng ta biết rằng chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai Chủ nhật nữa là hết khóa tu rồi. Chúng ta sẽ chia tay, cho nên ý thức đó là vô thường, sẽ không biết khi nào có duyên gặp lại. Nhưng mà hiện tại mình đang có mặt ở đây, cho nên mình trân quý cái giây phút này. Xin mời đại chúng nghe ba tiếng chuông, trở về theo dõi hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin chào đại chúng buổi sáng. Chúng ta đã trong khóa tu Mở Lối Yêu Thương năm 2017 tại tu viện Bích Nham, New York. Sáng hôm nay mình có buổi vấn đáp chung với nhau. Xin được giới thiệu sơ qua cho quý vị biết, bên cạnh phía bên phải của pháp tuyển là sư cô Trần Chỉ Nghiêm. Sư cô đang sống tại tu viện Bích Nham này. Tu học ở đây với đại chúng rất là lâu, trong những ngày lâu lắm với thần thần Bích Nham, và cũng đã từng làm sư giả sư cô chân không, rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon, 10 món chè quý vị ăn ngày hôm qua là có bàn tay của sư cô đóng góp đó, và tụng kinh cũng hay nữa, hát cũng hay, hát nhạc Trịnh Công Sơn hay lắm. Khi nào có dịp quý vị nên mời sư cô hát. Và tiếp theo là chị Trân Hảo ở tại Toronto, Canada, cũng có mặt trong khóa tu này, và một vị giáo thọ lâu năm, cư sĩ, cũng trong công trình đóng góp xây dựng tăng thân. Và hôm nay cũng được chào đón chị Trang Hảo. Và kế đến là sư cô Thẩm Nghiêm, hiện tại đang sống tại tu viện Mộc Lan, Mississippi. Và hôm nay cũng đang có mặt trong khóa tu này. Và kế bên trái đó là thầy Chính Quang, rất là mầu nhiệm, thầy có mặt khắp nơi khi nào tăng thân cần. Thầy cũng đã đến tu viện Lộc Uyển những ngày đầu xây dựng tăng thân ở đó, và thầy rất là hết lòng đóng góp xây dựng tăng thân tu viện Lộc Uyển. Hiện tại thì thầy đã chuyển qua tu viện Mộc Lan sống gần 2 năm,
và cũng đang đóng góp xây dựng tại Mộc Lan ở Mississippi. Thầy cũng có hứa hẹn là khi nào xây dựng tăng thân Mộc Lan nếu có ổn và đẹp rồi thì thầy sẽ phát tâm qua tu viện Bích Nham tiếp tục xây dựng tăng thân Bích Nham ở đây, tại vì ở đây anh em cũng rất là ít, quý thầy rất là ít. Và còn là Trần Pháp Tuyển cũng mới chuyển qua đây được 10 tháng thôi và rất là thích ở đây, rất là đẹp, có 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng mà mùa đông bị cảm một tháng ho rất là nhiều nhưng mà rất là thích. Tuyết rất là đẹp, quý thầy cô được đi vô trong rừng tuyết mà ngồi uống trà lạnh rung mà cũng thích, tại vì chưa bao giờ sống ở tuyết hết. Ở Làng Mai cũng có tuyết mà rất là ít thôi, 2-3 năm mới có một lần và rất là ít. Qua đây được chơi tuyết chung với nhau, rồi đi cào tuyết, rồi đi thiền hành trên tuyết. Nếu quý vị có cảm hứng mùa đông này về đây tu học với chúng con, mặc đồ ấm đi thiền hành trên tuyết rất là màu nhiệm, rất là vui, giống mình đi trên nước vậy đó. Cái hồ mà quý vị thấy đó, thường mình đi trên không được, nhưng mùa đông đông đá mình đi trên hồ luôn, giống như có thần thông vậy đó. Thì 3 tháng ở Cư Kiết Đông cũng sắp đến. Sau chuyến US Tour này thì sẽ mở 3 tháng ở Cư Kiết Đông. Các thầy, các sư cô sẽ ở tại chỗ, không đi đâu hết, mà ở tại chỗ để tu học và hướng dẫn các vị thiền sinh tu học. Thì quý vị có nhân duyên thì xin trở về đây tu học. Không nhất thiết phải 3 tháng, 1 tuần, 2 tuần hay là dịp Tết hay Noel, để tu học với chúng con cho vui. Xin cảm ơn đại chúng. Và buổi vấn đáp hôm nay thì mình hỏi những câu hỏi như thế nào nó liên hệ tới những khổ đau khó khăn của mình trong đời sống hàng ngày, để các thầy các sư cô có thể giúp cho mình tháo gỡ những khó khăn khuất mắc đó. Bấy lâu nay mình không có cơ hội để giải bày, để tâm sự, để chia sẻ, thì bây giờ mình hỏi những cái gì đó rất thực tế. Ví dụ những khó khăn giữa mình với cha mẹ mình, hoặc là những khó khăn giữa mình và con cái mình, cháu mình, những khó khăn như vậy làm sao để giải quyết được, tháo gỡ được, thì đó rất là cụ thể. Hay là có một vị ngày hôm qua hỏi như thế này: lâu nay con đi chùa Tịnh Độ tụng kinh niệm Phật, bây giờ con đi chùa thiền thì có gì khó khăn khuất mắc không, có gì nó có xung đột không, tẩu hỏa nhập ma không? Câu hỏi rất là chân thật của cái bác đó, thầy rất là biết ơn. Thì đó là những câu hỏi mà mình nên hỏi sáng hôm nay. Còn những câu hỏi về lý thuyết, về triết lý rất là nhiều ở trên Google, quý vị có thể search được, không cần hỏi ở đây, quý thầy cô mất thời giờ. Những câu hỏi lý thuyết và triết lý mình không nên hỏi nhiều, thì mình hỏi những cái gì nó thực tế trong đời sống hàng ngày, liên hệ tới sự tu tập mà mình thực tập trong 5 ngày hôm nay nè. Có những khó khăn gì đi lên, hay là có những khuất mắc gì đó mà mình còn khó để thực tập trong khi thiền tập, thì mình có thể đặt những câu hỏi đó cho quý thầy, quý sư cô và quý giáo thọ chân hảo đây có thể. Hoặc là những vấn đề xây dựng tăng thân đó, xây dựng gia đình, xây dựng tăng thân, những khó khăn truyền thông, hay là những cái gì đó. Đó là những ví dụ cụ thể. Xin mời đại chúng hỏi ngắn gọn để xúc tích, không cần phải dài giải thích nhiều làm gì. Và sẽ có ghi lên bảng, mình có thể có 6 câu hỏi trên bảng rồi mình ngưng, mình sẽ trả lời hết 6 câu hỏi đó thì tiếp tục những câu hỏi khác, và chúng ta có 1 tiếng đồng hồ, khoảng tới 11 giờ là mình nghỉ, hoặc ít nhất 11 giờ 5 phút thì quý vị sẽ được nghỉ, đi uống trà và đi thiền hành chung với nhau. Và xin mời children trước, rồi tới teen, rồi young adult, rồi tới tất cả đại chúng được hỏi những câu hỏi, xin mời. Và sau khi câu hỏi thì mình có thể nghe chuông để thở chung với nhau. Xin mời đại chúng. Vị giơ tay lên, children giơ tay lên thì chuyển microphone tới cho các con để hỏi.
Sư thầy sư cô ơi, làm tốt thế nào ạ? Làm một người tốt thì như thế nào? If it's difficult for you to ask in Vietnamese, you can ask in English. Dạ con nói tiếng Anh được không? Why do you shave your heads when you become a monk? Do you have any question? Còn có câu hỏi nào không? Không có thì chắc có lẽ chiêu định như vậy cũng được rồi. Thì xin mời quý thầy cô trả lời nè. Câu thứ nhất á, là một người tốt như thế nào? Câu thứ hai á, tại sao quý thầy cô lại cạo tóc? Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Chắc đại chúng ngồi dậy nhìn lên con giọng một chuyện thì con xin trả lời trước. Cảm ơn con đã hỏi câu hỏi làm sao để làm một người tốt. Giống như con nghe về nhà phải nghe lời bố mẹ, rồi đừng khóc nghe, đừng chơi game, đi chơi, đi học thì nhờ kiếm bạn bè tốt mà chơi. Con người mình sinh ra là không có tốt và xấu, sinh ra là tính bản thiện rồi, chỉ có xấu tốt là do môi trường. Cái môi trường là quan trọng lắm. Nếu mình chọn một môi trường tốt thì mình sẽ trở thành một người tốt. Việt Nam mình có một câu tục ngữ rất là hay: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Giống như một sen ở trong bùn vậy. Sen nó nằm từ bùn nó lên. Nếu mà mình chọn bạn bè tốt, rồi có môi trường tốt, rồi ba mẹ biết lo cho con cái, thì tất nhiên mình sẽ trở thành người tốt thôi. Và con phải hứa về quý thầy quý sư cô là con trở thành một người tốt nhé. Còn cái câu mà vì sao quý thầy quý sư cô cạo tóc ấy, vì nghèo quá cho nên có tiền mua cho bóng gội đầu cho nên cạo tóc. Thầy Bảo Tuyển sẽ thêm vấn đề này cho đại chúng. Chắc cũng như vậy thôi. Cạo tóc tại vì mình cạo cho nó đẹp thôi, handsome look, more handsome. Cạo tóc để mình, quý thầy quý sư cô, mỗi khi cạo tóc mình có câu kệ để thực tập. Khi cạo tóc mình đọc như thế này: cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người dứt hết phiền não, độ thoát cho đời. Mỗi khi mình cạo tóc như vậy thì mình nguyện mình dứt bỏ những cái buồn phiền giận hờn. Ví dụ như mình có cái khó khăn với huynh đệ, mỗi khi cạo tóc như vậy á, mình nguyện mình không có buồn giận ở huynh đệ đó nữa, mình tha thứ cho người đó. Phủi cái tóc ở đây nhưng mà cũng phủi cái tóc ở trong cái lòng của mình. Cái tóc đó là giận hờn buồn phiền, ích kỷ ganh tị,
Thì đối với mình có cái tâm bất thiện đó, cái tâm xấu đó đó, thì mỗi khi mình cạo tóc mình cũng quán tưởng là mình cạo bỏ những cái phiền não, dứt hết xuống. Đừng có tham muốn nhiều, giận hờn nhiều, trách móc nhiều. Buông bỏ cái đó xuống để sống trở thành người tốt hơn. Đừng có trách những người bạn của mình nhiều quá. Mình đừng có giận hờn những người bạn của mình nhiều quá. Mình hãy thương yêu và tha thứ và nâng đỡ họ thêm. Họ cần tình thương. Như vậy mỗi khi cạo tóc, quý thầy quý sư cô quán chiếu như vậy. Cho nên cạo tóc cũng là cách thực tập. Xin cảm ơn các em nhiều. Rồi xin mời các children đứng dậy chào đại chúng. Turn around and bow to the Sangha. She has a question. Yeah. Sao ở trên núi vậy? Vì sao ở trên núi vậy? Vì sao ở trên núi? Vì sao mấy thầy tu ở trên núi? Câu hỏi là vì sao có thầy có sư cô ở trên núi, sống ở trên núi? Quý thầy quý sư cô sống ở trên núi bởi vì quý thầy sư cô muốn không có bị quyến rũ bởi cái cuộc sống ở bên ngoài, ví dụ như là chơi game hoặc làm những cái gì như là mấy children hay thường muốn chơi đó, thì nếu mà mình sống mà gần phố thị nhiều quá thì mình cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên là mình cũng là con người, cho nên mình thực tập sống trên núi để xa lánh cái môi trường mà có thể quyến rũ mình đi vào những cái trò chơi mà nó sẽ làm cho mình có thể đánh mất mình. Cho mình mới thực tập, cho mình còn yếu, cho mình phải xa rời cái phố thị càng nhiều càng tốt để mình thực tập giỏi. Và sau đó thì mình có thể là mình giúp những người khác. Chừng đó đủ rồi à. Khi nào mấy đứa con muốn xa rời phố thị thì về đây ha. Không cần cạo tóc rồi, ở với quý thầy cô được rồi. Rồi chúc các em có một ngày vui. Xin mời children program. So you can stand up and turn around, bow to the Sangha. Have a nice day. My teen and young adult in the wake up sangha and it xin mời lại những người mà trẻ, xin mời có những câu hỏi gì ưu tiên trước. Thanh thiếu niên có câu hỏi gì không, giơ tay lên thì sẽ chuyển microphone tới. Người trẻ đâu hết rồi? Nếu quý vị có những câu hỏi gì mà khó hỏi ra thì viết giấy xuống chuyển lên đây, thầy cô cũng sẽ trả lời. Nếu mình ngại hỏi trực tiếp á, có thể viết xuống giấy. Con kính thưa sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng.
Con xin có câu hỏi là ở gần nhà con thì có một chùa Tịnh Độ mà con thì cách một láng ba tiếng, mà thỉnh thoảng con cũng hay dắt bạn của con đến, thì bạn con thì ngại đi xa, nên con hay dắt bạn đến chùa Tịnh Độ. Thì con không biết là con nên tiếp tục, tại vì nếu mà con dắt về một láng thì xa quá và bạn con muốn đi, thì con nên phải làm sao ạ? Thì con xin hết. Xin mời câu hỏi khác. Giơ tay. Thời người trẻ mắc cỡ thì bây giờ mở cho đại chúng ha. À, có một người giơ tay kìa. Bây giờ đại chúng sẽ được hỏi, tất cả mọi người ở đây sẽ được tiếp tục hỏi. Ai xin hỏi thì giơ tay, mình sẽ chuyển microphone tới. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý sư thầy, sư cô và toàn thể đại chúng. Con có một câu hỏi là làm sao để hết lười biếng ạ? Con cảm ơn. Lười biếng về cái gì vậy? Lười biếng nhiều thứ hay là lười biếng chung chung, lười biếng về tu học hay lười biếng học hành, hay lười biếng đi làm việc, lười biếng ăn, lười biếng ngủ, lười biếng gì? Lười biếng đủ thứ. Ok. Rồi, xin mời tiếp, giơ tay lên. Kính thưa thầy, thưa sư cô and dear friends, chương trình của mình là mở lối yêu thương. Thầy có cho không biết là mở lối yêu thương bằng cách nào, hoặc là người ta có thể chấp nhận cách nào của mình để họ yêu thương mình lại. Thank you. Thêm câu hỏi nữa đi, rồi sẽ trả lời. Phía bên này, bên phải. Con kính thưa sư ông, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý đại chúng. Con có câu hỏi là làm thế nào mà mình có thể mở lòng mình thương được những cái người mà mình không có ưa. Mình càng muốn quán chiếu lại để mình thương người ta thì mình càng làm việc với người ta thì mình lại càng không ưa. Con nghĩ đó là do con, nhưng mà con không biết làm cách nào hết. Làm sao để thương người khó thương? Khó thương mà thấy ghét. Oh, ok, làm sao để thương người rất là ghét? Rồi, cái câu kế tiếp. Dạ, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý sư cô. Dạ, cho con xin hỏi một câu hỏi là con có một người bạn mà có đứa con trai, nó bị bệnh trầm cảm. Bây giờ nó không có chịu đi ra ngoài và không có chịu là tiếp xúc với ai. Thì có cách nào để có thể giúp cho cháu được bình phục lại? Dạ, con xin cảm ơn. Xin mời chú nghe một tiếng chuông. Oh, one more. Kính thưa sư ông và kính thưa cô thầy, con xin hỏi câu hỏi để cho gia đình con với cho người ngoài có sự hiểu thêm. Con thì con kêu người thân của con nhà đi tu
gọi là thầy mà con xưng con. Cũng có nhiều người hỏi con sao mà lại kêu như vậy. Con thì con nghĩ người đó là người tu rồi, không phải là gia đình của con nữa. Con xin thầy chia sẻ cho một phần. Mình đã chúng nghe một tiếng chuông trở về theo dõi hơi thở cho bình an. Con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Con nên đưa bạn đến chùa tịnh độ gần nhà, hoặc là mình rất mong muốn cho bạn mình đến ở Mississippi, nó phải gần với mình hơn. Nhưng mà bạn thì không có điều kiện hay sao đó. Thì theo con thì đi ở chùa hoặc là đến chỗ nào cũng được, nhưng cái mục đích mình đến chùa hoặc là đến những cái thiền viện thì mình phải có niềm vui và có hạnh phúc. Thì con nhớ hồi xưa con hay đi chùa lắm, thì khi mà con tụng kinh á, ở trong cái bài kinh mà cúng ngọ có cái câu như thế này: nhược phạm thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thì bốn câu đó có nghĩa là khi mình ăn cơm thì mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều có niềm vui và có hạnh phúc tràn đầy. Nhưng mà hồi đó con tụng thì con không hiểu nhiều, và con cũng không có cơ hội. Thực sự là hồi đó con đi chùa nhiều lắm, nhưng mà con không hiểu nhiều và con không biết cách thực tập á, không có cái sự hướng dẫn rõ ràng. Thì con cứ tụng nhông con vẹt vậy đó. Thì sau này khi con có đầy đủ nhân duyên thì con được học những pháp môn thực tập để biết làm thế nào để có đem được niềm hạnh phúc và bình an đến chính cho mình. Thì mình thấy rằng trong cái bốn câu này á, thì mình thấy rằng mình mỗi một ngày mình tụng kinh, mình đến chùa, có cơ hội mình cúng ngọ chẳng hạn, nhất là vào những cái mùa an cư ở bên Việt Nam á, thì thường có cái mùa an cư 3 tháng cả kiết hạ. Và đến chùa thì ăn cơm thì mình hay tụng bốn cái câu này để mà nguyện cho tất cả chúng sanh đều có cái sự niềm vui từ cái sự thiền tập, thực tập như thiền tập. Nhưng mà thực chất là mình có thực tập hay không? Và nếu mà mình nhìn lại mình á, mình có khi mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được như vậy á, nhưng mà thực tế thì mình đã có được cái niềm an lạc và hạnh phúc hay chưa? Cho con thì con lúc đó thì con nghĩ con chưa có khả năng làm gì được cho chính con hết. Thì con thấy rằng con cũng còn rất là nhiều cái khó khăn, những cái kiểu như là thao thức. Nhưng mà con cũng không có biết làm thế nào để có thể giải quyết những cái tâm tư và những cái nguyện vọng của con. Thì từ khi mà mình tâm mình nó rất nhiều sao động thì chắc chắn là mình sẽ không có cái sự bình an và không có niềm vui và không có hạnh phúc. Thì cũng may mắn là khi mà con tiếp xúc được cái pháp môn thì con có cái nhiều cái cơ hội, điều kiện nhờ vào cái môi trường tốt, thì cái môi trường mà có rất là nhiều người cùng tu tập chung một pháp môn và để mà chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau và hướng dẫn mình để mình có thể đi ra những khó khăn
thì đó là một điều rất tốt. Và con thấy rằng cho con thì nếu mà cho con trở về chùa thì con cũng sẽ vẫn có thể ở được, bởi vì con thấy rằng con cũng có một chút ít cái vốn liếng để thực tập, để tự đem lại niềm vui cho chính mình. Thì cái này thì con muốn nói rằng mình ở chùa hoặc là ở tu viện hoặc ở bên thiền thì cũng được thôi, nhưng cái quan trọng là biết làm thế nào để có thể đem đến cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin phép được trả lời trước, tại con sợ mấy câu hỏi sau nó khó quá, con trả lời không nổi. Con trả lời câu thứ hai, làm sao cho hết làm biếng. Bản thân con thì khi mà con mới vô chùa, mình có được cái sự thực tập một ngày làm biếng. Quý thầy, quý sư cô luôn luôn có một cái ngày thứ hai là ngày làm biếng. Và có nghĩa là không có thời khóa gì hết, không có phải theo thời khóa của đại chúng trừ 3 buổi ăn cơm. Và ngoài ra, đôi khi đại chúng cũng có thời khóa làm biếng 15 ngày, hoặc là 10 ngày, hoặc là 3 ngày. Cho nên nếu như mình làm biếng được, đó là một sự thực tập tốt. Quý vị nào mà thực tập làm biếng giỏi, chứng tỏ là mình tu rất là giỏi, mình có thể tự lập rất là giỏi, mình không cần phải nương tựa vào một cái đại chúng lớn, mình không cần nương tựa vào tăng thân, nhưng mà mình thực tập rất là vững chãi. Sự làm biếng ở đây á, nó rất là khó, mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà không phải dễ. Đôi khi mình ngồi yên, mình không có làm gì hết, mình không cần phải lái xe, mình không cần phải đi chợ, mình không cần phải đi học, mình không cần phải nấu ăn hay bận rộn bất cứ công việc gì. Nhưng cái tâm của mình thì nó không cho phép mình ngồi yên. Tuy là mình ngồi yên hoặc là mình nằm dài lên giường, nhưng mà cái tâm mình nó luôn suy nghĩ. Nó bắt mình phải suy nghĩ chuyện này, lo lắng chuyện kia, rồi bận rộn chuyện nọ. Không bao giờ nó yên được hết. Nếu như mà mình nằm hoặc là mình ngồi yên mà cái tâm mình nó yên được và nó không làm việc, thì đó là cái giây phút mình làm biếng thật sự. Và nếu như mình để được cái khoảng thời gian trong ngày của mình rất là nhiều giờ mà cái tâm mình không phải làm việc gì hết, không có chạy lăng xăng lo vấn đề này, không có hối tiếc về cái gì đó trong quá khứ, hoặc không có sợ hãi về tương lai, mình không có một cái cảm giác đau buồn gì trong hiện tại, thì mình ở trong một cái trạng thái an và trạng thái lạc. Và cái giây phút đó mình cho phép cái tâm mình nó được nghỉ ngơi thật sự, cái thân thể mình nghỉ ngơi thật sự, nhưng mà cái tâm của mình nghỉ ngơi thật sự. Và các công việc lao tác á, mình nghĩ rằng mình làm việc á, việc này việc kia á, thì mình nghĩ rằng mình có giá trị, mình nghĩ rằng là mình thấy cái đời sống mình có giá trị, cho nên mình luôn luôn bị hối thúc là mình phải làm cái này, mình làm cái kia. Và nếu như mình không làm, mình nghĩ rằng là mình không có một ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình hết. Nhưng mà sự thật á, mình làm sao mình để cho cái tâm mình nó không có bận rộn. Tuy mình không làm bên tay chân, nhưng mà cái đầu của mình nó cứ hoạt động miết, nó cứ suy nghĩ, lo lắng, buồn chồn, đủ cái trạng thái hết. Thì nếu như mình ở trong một cái trạng thái yên và không làm việc, đó là một trạng thái rất là tĩnh lặng, an lạc. Và điều đó nó mới cho mình cái hạnh phúc. Và cái mà mình cần tìm tới, cái mà mục đích của mình đi tìm, nó không phải là một cái gì ở trong xa xôi, tương lai xa xôi. Và sự tu học của mình cũng vậy. Làm sao mình có được cái an để cho mình có hạnh phúc là điều quan trọng. Cho nên nếu như mình có thể làm biếng được, đó là một cái thành công lớn. Đó là sự tu học mà có cái kết quả mà cao nhất. Cho nên trong tu viện á, quý thầy, quý sư cô luôn luôn khuyến khích cho mọi người có cái khả năng đó. Mình ngồi thiền, mình cũng có thể làm biếng là mình dừng lại
những cái công việc trong đầu của mình. Và từ đó mình có thể làm bất cứ công việc nào, mình cũng cảm thấy rằng mình có khả năng làm biến. Mình đi nấu ăn, mình đi rửa dọn, mình cũng đọc sách, mình cũng làm việc, nhưng mà mình có cái bình an ở trong đó. Mình có sự thảnh thơi và mình thật sự thích thú cái công việc mình làm. Và mình luôn thấy rằng đây là một cái giây phút hạnh phúc và may mắn của mình. Thì dù mình có làm hay mình không làm, thì đó cũng là một cái lạc và cái an của mình. Cho nên nó không còn cái khái niệm phải không được làm biến. Cho nên làm biến được thì tốt. Con xin hết. Dạ con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và quý bác, quý anh chị em. Bữa hôm trước đó con có trình bày năm giới về cái chuyện sơ về những cái vấn đề uống rượu ở trong gia đình đó. Cho nên hôm nay nó có cái vấn đề là các em nó bị trầm cảm, thì con xin chia sẻ một chút về cái chuyện đó. Bây giờ mình đi về nhà, mình thấy trong gia đình á, cái vấn đề mà các em nó ít nói, ít năng á, nó là một cái vấn đề trở thành rất là phổ biến. Mình thấy các cháu nhỏ ở đây cũng vậy đó. Có những cái cháu mà nó nhảy lăng xăng mình mất chóng mặt luôn. Mà có cháu cả ngày nó chẳng nói, chẳng năng gì hết. Thì đó là những cái trạng thái mà mình thấy nó khá thông thường, phổ biến bây giờ. Điều thứ nhất á, là nó có nhiều nguyên nhân ở trong đó, đó về ăn uống là một nguyên nhân. Nhưng mà nó có một cái nguyên nhân á, sâu hơn nữa mà theo con nhận thấy đó là những cái liên kết ở trong gia đình nó không có mặt. Các cháu lớn 17, 18 tuổi, bây giờ nó làm cái gì mình cũng hiểu nữa. Nó mở internet, nó coi cái gì mình cũng biết trong đó nữa. Nó cứ bỏ trong cái lỗ tai, nó nghe suốt, mình cũng biết nó là nghe cái gì trong đó. Mình tới gần, mình nhìn qua cái bằng máy của nó, mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong đó nữa. Bây giờ con nói là, như con đây cũng là, ở đây cũng lâu, có nhiều khi tới nó nói nó học cái gì mình cũng không hiểu nổi nữa. Cho nên nó có những cái mà nó không thể chia sẻ được với mình. Rồi mình đối diện với những cái khó khăn đó đó. Rồi mình cũng tìm một cái lối thoát cho mình luôn. Là các con biết là các quý bác, quý anh chị ở đây thấy hỏi có bao nhiêu người mà đi tu tới đây rồi mà cất được cái phone. Già trẻ gì là cứ vuốt thôi. Vuốt một lần, không phải một vuốt một cái phone. Vuốt phone và vuốt iPad, rồi vuốt đủ thứ hết. Ở Việt Nam nó có cái chữ đó, chữ vuốt. Phải không ạ? Nó cứ vuốt cái màn hình vậy nè. Mà nó gọi là touch, mà nó cứ vuốt, vuốt, vuốt vậy đó. Thì có những người đó mà mình thấy rằng ở bên cạnh đó, nó không phải là một cái đâu. Hai cái, ba cái. Có nhiều khi một cái message bắn vô một cái là phải chờ trả lời cho bằng được. Không được là không có chịu được ở trong người. Một người nào đó gửi cho mình một cái message là cái người đó phải chờ cho được cái câu trả lời. Và mình là cứ dở ra coi hoài đó. Thì những cái việc đó, đó thưa các bác, các anh chị, là cái xã hội kỹ thuật đó, họ chế tạo ra những cái đó học khôn ngoan lắm. Để họ dẫn đường của mình đi đó. Tất cả những cái mà mình gọi là free á, download đó, nó không có free đâu. Họ lấy cái information của mình là họ bắn vô nào là quảng cáo đủ thứ hết á, mà mình không biết được. A free picture of the smiling cat là mình download liền. Nào khi mà mình download là họ có cái information của mình là nào là restaurant bắn vô nè, nào là bàn ghế bắn vô, họ biết hết. Facebook, tất cả những cái đó nó không có free đâu.
Nhưng mà mình không có thấy được những cái điều đó. Cho nên mình mở cửa ra hết. Và trong gia đình đó, cha mẹ nè, con cái, anh chị em là mỗi người một cái máy. Có những cặp gia đình mà con thấy đó là đổ vỡ vì em ngồi internet nhiều quá. Có những cặp gia đình đó mình thấy chồng đi vào trong internet đó, có những cái quan hệ rất là tội nghiệp mà không biết. Một cái thế giới mà mỗi người nó dẫn nhau đi xa tít mù luôn. Thì khi về đó, con cái ở trong trường nó gặp khó khăn. Về nhà cha mẹ không hiểu, cha mẹ lại trốn nữa. Mỗi người có một thế giới riêng. Thì nó nói với ai? Thì nếu mà nó không nói được thì nó nằm yên, nó buồn. Thì mình cho nó là trầm cảm. Không biết là các phụ huynh có thấy là cái điều đó là một lỗi, một phần lớn của mình. Con không dám nói đây là lỗi bởi vì nó là một cái khổ. Cái khổ chung. Mà không những người Việt mình thôi mà khổ chung của cha mẹ của ngay chính ở đây cũng vậy. Một năm ngày xưa là, 10 năm ngày xưa là mình chỉ chế ra một cái cày hoặc một cái máy thôi. Nó chỉ khác nhau một cái chữ là cầm cái cuốc cuốc hoặc là đẩy cái máy, cắt cỏ bằng cái máy. Bây giờ nó khác. Ngày xưa mình tới mua vé, bây giờ thế hệ bây giờ là chỉ vài ba năm thôi là lên mạng hết. Mà mình thì xa, nó mù khơi luôn. Thế là các thế hệ chỉ cách nhau vài tháng, vài năm không nói chuyện với nhau là nó vời vợi rồi. Thì thế là mỗi người, các cháu nó ôm một cái thế giới của nó và nó khổ hơn mình. Bởi vì mình còn ít ra đi làm, có tiền để nuôi gia đình. Các cháu nó không biết làm cái gì hết. Cho nên buổi hôm đó, nếu các vị không có mặt, con có chia sẻ cái vấn đề bây giờ các cháu nó trầm cảm này, nó phải sanh ra dùng kích thích bằng thuốc. Và con có thưa là thuốc bây giờ nó rẻ khủng khiếp lắm. Nó rẻ lắm, là 10, 15 đồng là đủ phê rồi. Và khi mà nó đi vào cái con đường đó thì thôi mình khổ vô cùng, không biết làm sao mà giúp được cho các cháu nữa. Thành ra con nói là nó vấn đề trầm cảm là một cái vấn đề phổ biến bây giờ đối với người trẻ. Và cái vấn đề giải quyết cái vấn đề đó, đó là cha mẹ cố gắng. Đừng có bỏ thì giờ ngồi lên mạng. Đừng làm chuyện đó. Có các vị ở đây thức tới 2-3 giờ sáng để ngồi lên mạng coi. Trong khi thời gian đó mình có thể dành cho con của mình tới nói chuyện với nó. Rồi mình sẽ hiểu được nó trầm cảm vì gì. Nó không có trầm trọng lắm đâu. Nó chỉ khi mà nó có thể gần gũi được với mình đó, là những cái vấn đề nó sẽ được giải quyết thôi. Thì con xin chia sẻ sơ như vậy. Cái điểm chính là mình cố gắng dành thì giờ cho gia đình của mình. Đừng có trốn chạy bằng đi vào mạng nghe những tin tức vô ích lắm. Dạ con xin cảm ơn. Mở lối yêu thương bằng cách nào? Trong khóa tu chủ đề là mở lối yêu thương. Thì thật sự nó có hai câu, là câu này là câu thứ hai. Câu đầu đó là khai nguồn hiểu biết. Quý vị đọc ở trên kia, ở trên chỗ thiền đường chứ. Khơi nguồn hiểu biết, mở lối yêu thương. Mà mình làm cho nó ngắn thôi, chứ không viết dài quá. Trong cái chủ đề khóa tu thì nó dài quá, cho nên là viết ngắn lại là mở lối yêu thương. Thì mình muốn mở lối yêu thương thì mình phải khai nguồn hiểu biết. Là mình muốn thương ai đó thì mình, cái thương tốt nhất đó là mình phải có cái trí tuệ, có cái hiểu biết sâu sắc thì mình mới thương người đó đúng. Nếu mà mình thương người đó mà mình không có hiểu biết sâu sắc đó thì mình chỉ làm người đó khổ thôi. Sư ông Nhất Hạnh kể, sư ông Làng Mai kể đó,
quý vị thương tôi mà mua cho tôi trái sầu riêng, mời tôi ăn, nói thầy tụng kinh mệt quá, thầy ngồi thiền mệt quá, thôi xin mời thầy ăn trái sầu riêng, thì chắc sư ông rất là khổ, tại vì sư ông có thích sầu riêng. Sợ sầu riêng, sợ mùi sầu riêng. Thì mình thương người đó, mình phải hiểu người đó, hiểu sâu sắc, tìm hiểu người đó cho kỹ, thì mình mới thương đúng đắn được. Thì chủ đề mở lối yêu thương là mình dùng phương pháp thực tập chánh niệm để trở về, để hiểu con người mình rõ hơn. Mình chăm sóc thân tâm mình cho kỹ, hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau, những cảm xúc lên xuống của mình, giận hờn của mình, làm sao để mình chuyển hóa nó. Mình thương được mình trước cái đó. Tại sao mình buồn, mình giận 2-3 ngày liền liên tục? Vì một câu nói thôi. Người đó nói chùa nó chát gì đó không biết, mình giận, mình ôm, mình buồn, khổ 2-3 ngày một tuần, đến nỗi không ăn, khó ngủ. Rồi mình tưởng là mình bệnh gì, mình phải đi bác sĩ. Thật sự mình buồn thôi. Thì mình thiền tập, mình ngồi lắng yên cái tâm tư của mình để mình nhìn thấu rõ là mình có những cái cơn buồn phiền giận hờn gì, tại sao nó làm cho mình khổ như vậy. Thì mình thương được chính mình rồi á, mình đi ra được cái nỗi khổ niềm đau đó, mình hiểu được rồi đó. Cái buồn, cái giận này nó đến rồi nó đi thôi, giống cơn bão nó đến rồi nó đi. Nhưng mà tại vì mình nắm giữ lấy cho nên nó làm cho mình khổ hoài, khổ mãi. Khổ mấy chục năm này cũng còn khổ. Thì bây giờ mình buông ra, đừng có nắm lại nữa. Cái cơn buồn giận nó đến rồi nó đi. Thì mình nhận diện nó, dùng cái chánh niệm để nhận diện. Đây là cơn buồn, đây là cơn giận. Tôi biết anh, tôi biết chị có đó, anh chị sẽ đi thôi. Mình thở vào, tôi ý thức tôi đang giận, đang buồn. Thở ra, tôi mỉm cười với cái buồn, cái giận của tôi. Thì cơn buồn, cơn giận nó sẽ đi. Nhưng mà tại vì mình không thực tập như vậy, mình cứ trách, ồ tại sao cái bà đó bà nói chua chát quá, tại sao cái anh đó hành động rất là thô lỗ cọc cằn quá, tôi không thể chấp nhận được. Mình cứ, cái đầu của mình cứ chạy theo cái câu nói của người ta và hành động của người ta, mà mình khổ mãi, khổ hoài. Đến bây giờ 30 năm sau cũng còn giận người ta nữa, mà người ta đã đi vào thiên cổ rồi mình cũng còn giận. Tại vì cái tâm mình không buông bỏ được. Mà mình là người đệ tử Bụt thì mình phải tập buông bỏ. Buông bỏ cái tâm giận hờn đó đi, để trở thành an lạc và có từ bi hơn. Và mở được cái lối thương yêu cho chính mình. Khi mình hiểu và thương được chính mình rồi, thì mình sẽ thương và hiểu được những người xung quanh mình. Những người đã nói, đã hành xử như vậy, chắc có lẽ người ta đang có những khổ đau và khó khăn trong lòng của họ, mà họ chưa có dịp để tháo gỡ và chuyển hóa. Họ chưa có may mắn như chúng ta được gặp cái pháp môn tu tập. Họ chưa có may mắn như chúng ta sinh ra trong gia đình tâm linh, có ông bà, tổ tiên, cha mẹ của mình đã từng tu học. Và may mắn mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, mình đã học được con đường của chánh niệm, của hiểu biết, của thương yêu, của tha thứ. Và cái con đường trí tuệ này giúp cho mình giải phóng được những khổ đau khó khăn đó. Mình rất là may mắn. Mình hiểu được như vậy thì mình tha thứ được cho họ thôi. Mình may mắn hơn người ta nhiều. Thì bây giờ mình làm cách nào để giúp cho họ? Họ rất là khó thương, họ rất là dễ ghét. Nhìn cái mặt của họ là mình cảm thấy bất an rồi. Nhìn họ đầu kia là mình turn around quay mặt đi chỗ khác. Đôi khi ở trong chúng ta, trong đại chúng mình, chúng xuất sĩ cũng có như vậy nữa, chứ không phải quý vị không đâu. Quý thầy, quý sư cô cũng có những cái tâm đó. Khi mình ở chung với nhau, mình có những khó khăn, khó chịu. Cho nên ngày hôm qua mình học được pháp môn làm mới là vậy. Mình ngồi lại để mình làm mới với nhau, để thiết lập lại sự truyền thông. Thì quý vị cũng nên áp dụng cái pháp môn làm mới để thực tập, để thiết lập lại truyền thông. Và Bụt dạy á, mắt thương nhìn cuộc đời, mình dùng với con mắt từ bi để mình nhìn tất cả mọi người, để mình tha thứ, để mình thương yêu, để mình nâng đỡ. Tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm yếu kém và khó khăn.
mà mình là người may mắn đã nắm được cái pháp môn tu tập này, con đường thực tập chánh niệm, để trở về, để biết rằng mình có Buddha nature, mình có tánh bụt ở trong này, có Phật tánh đó, đúng không? Mình có Phật tánh là cái tánh của tha thứ, của thương yêu và của nâng đỡ, thì mình làm cho phát triển cái tâm Phật lên. Đừng có để cái tâm chúng sanh nó chiếm hoài ở trong lòng của mình, làm cho mình khổ, mình hẹp hòi ích kỷ quá. Mình nhìn người ta với con mắt nó không phải là con mắt thương, mà con mắt giận hờn, con mắt ganh tì, con mắt gì đó. Đó là con mắt của chúng sanh. Thì bây giờ mình về đây mình mở lối yêu thương, để mình mở cái con đường của hiểu biết và của thương yêu, và mở con mắt của từ bi, của trí tuệ, con mắt thương yêu này này, mình áp dụng ngay trong tâm của mình, trong đời sống của mình, để mình thương lấy mình và thương những người đã làm cho mình khổ, và thương những người khó thương. Khó thương thì cái đó mình phải thực tập thôi. Thương những người dễ thương thì không phải nói. Quý vị ở đây đến đây tu học tươi mát và hạnh phúc thì thầy thương làm gì nữa, nó dư quá. Thầy phải thương những người khó thương hơn, thì cái đó đòi hỏi mình phải công phu tu tập, đúng không? Thương những người rất là dễ ghét á, thì cái đó đòi hỏi phải công phu tu tập rất là nhiều. Mình phải hành trì thôi. Thì mình nhìn bằng con mắt thương như vậy thì mình đòi hỏi phải trở về thực tập trong mỗi giây mỗi phút. Mình trở về theo dõi hơi thở và bước chân chánh niệm của mình. Mình phát nguyện để mình thương được mình và thương mọi người, mọi loài chúng sanh bằng con mắt thương yêu. Đó là con mắt của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ nhãn thị chúng sanh và nhìn mọi người mọi loài bằng con mắt thương. Ở Toronto có một chương trình đó, chương trình mổ mắt từ thiện cho những vị nghèo khổ bên Việt Nam, chương trình mắt thương nhìn cuộc đời, cái tên rất là hay. Thì lúc đó má thầy cũng bị mắt, thầy cũng xin liên hệ chương trình này giúp mổ mắt, chương trình này giúp các vị ở Việt Nam nghèo khổ không có tiền để mổ mắt, họ không có thấy đường, sắp sửa đuôi mắt rồi. Thì chương trình này giúp như vậy. Đó là mới cái con mắt của cái thân này thôi. Mình nói ở đây là con mắt của tinh thần, của tâm hồn. Đó là con mắt của trí tuệ, của thương yêu. Thì mình với cái con đường thực tập chánh niệm này thì mình có thể thương yêu được tất cả mọi người với con mắt của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như vậy thì mình thương được những người khó thương, những người rất là ghét, những người khó chịu, và mình mở được cái con đường mới cho mình, chứ không có đi trên cái con đường cũ nữa. Con đường cũ xưa nay lên xuống buồn phiền giận hờn trách móc rồi buộc tội lẫn nhau, lên án lẫn nhau. Bây giờ mình đi một con đường mới. Nếu quý vị đã về đây dự khóa tu mở lối yêu thương rồi thì bây giờ xin mở cho mình một con đường mới. Open the new path. Cái con đường mới này là con đường của hiểu biết và thương yêu. Thì mình sẽ không còn khổ đau nữa. Không còn khổ đau nữa. Nếu khổ đau nó tới thì mình vẫn mỉm cười được thôi. Welcome thôi. Xong rồi nó đến nó đi, khổ đau đến nó đi. Thì Pháp Tuyển xin chia sẻ như vậy. Xin cứ chúc đại chúng thành công. Dạ, con kính chào toàn thể đại chúng. Bây giờ là 11 giờ kém 10. Con sẽ chia sẻ ngắn gọn trong khoảng chưa tới 10 phút. Sau đó mình sẽ nghỉ và uống ly trà rồi đi thiền hành cùng nhau. Mỗi lần mà con gọi điện thoại về cho dì và cậu của con á, thì dì xưng là dì, thầy và dì, và cậu của con vẫn xưng thầy và cậu, thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái. Hơn là dì con xưng là dì và con. Và anh của con cũng vậy, xưng thầy và anh. Thì thật sự tất cả quý thầy quý sư cô theo truyền thống Lăng Mái rất là ngại người khác
gọi thầy, cô và con rất là ngại. Chúng con cũng đã có tuổi, dòng con này cũng khá là đi tu cũng từ nhỏ cũng từ lâu, mà mỗi lần nghe ai xưng con ngại lắm. Con thích nói một là xưng tên, hai là nếu mà lớn hơn con thì xưng chị, xưng anh, còn nhỏ hơn con thì xưng tên, thì nó rất là hay. Thì trong gia đình á, nếu mà chị làm sao cho mọi người mà thích á, và nếu mà mình thích gọi như vậy thì mình cứ giữ như vậy gọi, không thôi chị cứ gọi thầy và chị, như vậy thầy cũng hạnh phúc, mà những người mà nghe được họ cũng không hỏi nữa, không thôi chị cứ gọi là chị và con, như vậy họ sẽ hỏi tiếp, thế chị cứ gọi là chị và thầy, thầy và chị. Thì như vậy là không phải là không tròn cái đạo thầy trò. Thầy đi xuất gia mình gọi thầy là đúng, nhưng mà thầy là một người con, người em trong gia đình, cũng là em của mình, nhưng mình gọi là thầy và gọi là chị, như vậy thầy cũng hạnh phúc và chị cũng hoan hỷ. Giống như quý mommy và daddy gọi quý thầy quý sư cô, mà có người đi xuất gia cũng gọi thầy và mẹ cũng được. Con gọi thầy và con như vậy, quý thầy đó cũng khó chịu lắm và sư cô đó cũng khó chịu lắm. Đó là câu hỏi cuối cùng. Con xin thêm một vài ý cho câu hỏi thứ tư: làm sao mình thương được người khó ưa? Trong cuộc sống của mình á, thật sự là ai cũng có người khó ưa hết. Người tu cũng vậy, mà người ở ngoài cũng vậy. Người thực tập cũng vậy, mà người không thực tập cũng vậy. Luôn luôn có những người để mình khó ưa, khó gần, khó gặp. Có nhiều lúc mình gặp người khó ưa, mình nhìn lên bên này và người kia cũng nhìn lên bên này, mà trên trời đâu có chim để đếm, mà nhìn lên trên giống như đếm chim á, rồi bên này cũng nhìn lên trên này giống như có đếm để đếm chim á, nó rất là tội. Vì thứ nhất á là mình đối phó, ví dụ mình thấy người nào không ưa là để ý họ đi đường nào mình tránh đi đường khác, thấy người đó không ưa là mình dừng lại để cho họ đi cái đó rồi mình mà đi. Là cái đó mình đối phó, thứ nhất là làm mình mất năng lượng, cái đó là tự mình làm khổ mình thôi, chẳng ai làm khổ mình hết á. Rồi có những người trong gia đình mình đi ra gặp mặt, đi vào gặp mặt mà mình vẫn để tình trạng đó tiếp tục á, thì cái đó là một cái không thành công. Nếu mà mình có thực tập mà mình để tình trạng như vậy thì sẽ không có thành công. Với tình trạng càng ngày càng lớn lên á, cuối cùng á, không thể nào cứu chữa được. Vì có những cái nhỏ nhặt thôi, mình không biết cách để mà giải tỏa, không biết cách để mà chia sẻ, không biết cách để mà lắng nghe. Nhiều lúc họ muốn đến với mình để mà chia sẻ cái vấn đề đó, mình đóng sập cái cửa của mình lại, thì lấy gì họ chia sẻ? Cho nên mình phải mở lòng mình ra để đón nhận, tiếp nhận mọi thứ từ người đó, cho nên họ có thể, họ dù gì đi nữa họ cũng là người thân của mình. Nếu mà họ cần mình giúp đỡ, mình sẵn sàng giúp đỡ. Những người như vậy họ đối với mình họ khó ưa, nhưng mà đối với người khác họ là dễ thương. Vì sao mình khó ưa? Tại vì họ làm những việc không theo ý của mình. Tại vì họ không cùng một tần số với mình. Cái tần số nó đi như vậy, nhưng mà tần số của mình ở trên như vậy. Và có những người tần số ở như vậy thì sẽ có những cái liên kết trong những cái tần số đó. Cho nên khi mình mà muốn giúp người đó thì mình phải để cho họ có khoảng không gian. Nếu mà mình muốn đến với họ mà họ không thích, mà mình cũng tiếp tục đến, thì cuối cùng họ sẽ tìm cách, họ rời mình thôi,
vì họ không muốn mà. Cho nên mình phải khôn khéo bằng cách có thể là mình cần người đó giúp đỡ, cần người mình hỏi, có những cái gì mình sẵn sàng hỏi người đó. Giống như sư cô Hoa Nghiêm chia sẻ, có một sư em tặng sư cô một cái gói quà, một cái mì gói nhé, thì mình cũng có thể tìm cách tặng quà cho người đó. Thì từ 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 họ sẽ mở lòng ra, họ chấp nhận mình, thì mình mới là thương được người khó ưa. Mà thương, cách thương của mình á là không có tính toán nghe, phải có yếu tố xả ở trong đó. Nếu mình thương, mình có sự tính toán, mình muốn người nữa phải thương lại mình, thì có thể là không thành công. Mình cứ thương, cứ thực tập thương bằng cách là để cho họ có không gian và khoảng thời gian để cho họ chấp nhận mình. Làm sao họ chấp nhận mình được? Cha nói, có nhiều cha mẹ nói là con thương con cái nhiều lắm, nó cần cái chứ con cũng cho hết, cái đó chưa chắc đã thương, mà có thể là làm cho các người con của mình trở thành hư. Nó cần một cái iPad, sẵn sàng mua cái iPad cho con, nhưng mà các người con của mình nó đâu có thiếu những vật chất đó, nó đầy đủ hết rồi. Nó thiếu cái là thiếu tình thương. Hồi xưa ở Việt Nam có câu là thương nhau á, không cần nhìn vào mắt nhau mà cùng nhìn về một hướng. Thì cũng đúng thiệt, nhưng mà bây giờ thương nhau á, không cần nhìn mắt nhau mà nhìn về một hướng là hướng tivi. Nhiều lúc ăn cơm cũng coi tivi. Thế từ đó con cái thấy ba mẹ như vậy thì nó cũng vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại hay bấm iPad gì đó. Tình trạng nó bây giờ là không thể nào mà bàn cãi được, nó hiển nhiên là như vậy rồi. Thì bây giờ mình có thể là thay đổi một cái cách, mình yêu cầu các thành viên trong gia đình của mình, buổi sáng thì khó rồi, buổi trưa thì đi làm rồi, nhưng mà quan trọng buổi tối, mọi thành viên trong gia đình của mình đều có mặt cho bữa cơm tối. Nếu mình là một người có giống như người vợ, người chồng trong gia đình, mình có thể cùng đồng lòng mình làm việc như vậy, mời nhờ yêu cầu các con trong thời gian bữa tối các con bỏ rời xa các gọi là các device đó, các điện thoại, các tablet hay vi tính gì đó, và mình cũng thực tập bằng cách tắt tivi và ngồi ăn có mặt cho nhau. Và mình cũng có thể là những người bạn của con của mình. Vì theo truyền thống của Việt Nam là có cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, là con cái phải nghe lời cha mẹ. Nhưng mà sang nước phương Tây như vậy thì cả con của mình học trường Tây, học trường Mỹ, thì mình đòi hỏi như vậy là nó sẽ chống đối mình. Cho nên là người bạn để nâng đỡ, để chia sẻ, nó cần để mà mình nâng đỡ nó bằng cách là gần gũi và chia sẻ. Đừng có áp đặt, đừng có biểu là con phải làm cái này làm cái nọ. Ở trong chùa chúng con cũng vậy, ở bên truyền thống á, con thì sư cha trong truyền thống thì sư phụ nói sao phải làm như vậy, không thể nào mà cãi được. Làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy, thì phải làm như vậy. Đó là cái cách của Việt Nam rồi. Nhưng mà sang bên này á, thì nó rất là khác. Chúng con làm việc ở trong chùa, làm việc với nhau là mỗi người một tay và đưa ra ý kiến, lấy ý kiến chung. Thì con cái của các anh chị, của bạn lớn lên bên này cũng là vậy. Nó cần cái tình thương, cần cái nâng đỡ, cần cái chia sẻ, chứ không phải là cần vật chất. Cho nên hôm nay là một ngày gần cuối của khóa tu, thì con xin chúc đại chúng thêm một ngày nữa mình mở lòng mình ra để mình đón nhận những cái mới, mở lòng mình ra cho những người thương của mình cùng có mặt trong khóa tu này,
có những cái yếu kém, vùng dài, lỗi lầm của mình và lỗi lầm của người đó, mình cũng mở ra. Mình đến có những cái hành động nhẹ nhàng đó, ví dụ mình cùng đi thiên hành, mình nắm tay người trong gia đình của mình cùng đi thiên hành, không cần nói gì hết. Có những cử chỉ đã xóa dịu đi những cái mặc cảm, rồi những cái nối kết của nhau đã có từ trong quá khứ. Dạ con xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Có cõi duyên. Cô hỏi như thế này, làm sao để mình giúp cái người trầm cảm mà người lớn tuổi? Khi nãy là trầm cảm là người trẻ, bây giờ trầm cảm cho người lớn tuổi nữa. À, và biết rằng rất có rất nhiều câu hỏi nữa, thì không, thời giờ nó rất là ngắn hạn, mình còn đi thiền hành chung với nhau. Thì thầy xin nói ngắn thôi là thật sự mình muốn giúp người đó đó, mình hết lòng mà muốn giúp đó, thì trước tiên mình phải có mặt cho người đó. Có mặt cho người đó. Ví dụ mình là người bà con, người bạn bè, nếu cuối tuần mình rảnh đó, mình nấu một món thật là ngon, đến để mời người đó mình ăn chung, đâu cần nói gì đâu. Có mặt cho người đó, trước tiên là mình hiến tặng sự có mặt của mình bằng thể hiện qua bằng cái tình thương, qua món ăn và qua sự có mặt của mình. Và tiếp tục những cái khác nữa, thì mình tạo những cái điều kiện như vậy để mình tìm hiểu, để mình giúp đỡ người đó. Hoặc có thể đưa người đó đi chùa, đi tu viện để tu học. Khi mà người ta thấy mình gần gũi như một người bạn, người thân ruột thịt rồi đó, thì người đó sẵn sàng để cho mình giúp đỡ. Người đó sẵn sàng lắng nghe mình. Tại vì có thể họ có những cái gì trong lòng mà chưa có ai lắng nghe được, cho nên họ co rút lại. Thì thầy có một người người em họ cũng bị trầm cảm. Thì thầy giúp là em đó đi về Làng Mai tu học, đi đến với tầng thần Bích Nhàm tu học. Thì em đó chuyển hóa được cái trầm cảm. Tại vì em đó được liên hệ với nhiều người khác, và những người đó có khả năng, có khả năng, có nhân duyên sao đó để gần gũi họ và tâm tình và chia sẻ và lắng nghe của họ. Thành ra họ cởi mở được cái trầm cảm đó, họ trở thành con người bình thường. Đôi lúc người ta nói buộc nhà không thiền là sao? Mình gần mà mình không có linh thiền lắm, người ta không có chia sẻ được. Mà những cái người nào đó hàng xóm xa xôi mà tự nhiên họ có cái mối liên hệ, có nhân duyên, thì cái người trầm cảm này nè, họ có connection, có mối liên hệ tốt, họ tới họ tâm tình và chia sẻ hết những khó khăn của họ, cái họ trở thành người bình thường. Thì em nó trở thành người bình thường, em nó đang học bác sĩ rất là giỏi. Mà trước đây em trầm cảm là không có làm gì luôn, và phải uống thuốc, phải đi bác sĩ. Nhưng mà khi đến tăng thân này, được các bạn thiền sinh đến hỏi han, tâm sự, chia sẻ, và tự nhiên có sự liên hệ, tu học rất là vui, thay đổi cuộc đời của em đó. Em đó giờ học sinh rất là giỏi. Thì đối với các vị lớn cũng vậy, mình tìm môi trường, và trước tiên mình thương người đó, mình phải có mặt thật sự, thể hiện qua món quà, một món ăn ngon, một cái sự quan tâm. Và người đó có sự liên hệ tốt với mình rồi thì người đó sẽ lắng nghe mình, thì mình sẽ tìm cách giúp đỡ. Thì quý vị sẽ tiếp tục hỏi các thầy, các sư cô tiếp trong buổi tham vấn kế tiếp ha. Và thời giờ nó hết rồi, 10:01:05 rồi. Cho nên biết rằng quý vị còn nhiều câu hỏi, có thể hỏi chiều hôm nay trong gia đình Pháp Đàm nữa. Và có buổi tham vấn đó, thì quý vị hỏi riêng các thầy các sư cô. Xin chúc quý vị có một ngày thật là vui.